Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bò lúc lắc. Để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là bò nha các bạn. Bò này thì mình dùng 200g. Và đây là ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ. Còn đây là củ hành tây. Củ hành tây thì mình sẽ sử dụng nửa củ thôi. Ớt thì mình dùng nửa trái nha các bạn. Mỗi trái gì mình dùng nửa trái thôi. Còn bạn nào thích ăn nhiều thì các bạn xắt chuông hết luôn cũng được nữa. Và mình dùng đây là vài tép tỏi. Còn đây là tiêu. Tiêu thì mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê. Và một muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt. 3 muỗng nước tương. 1 muỗng tương gà. 1 muỗng tương ớt. Còn đây là dầu mè. Dầu mè thì mình sẽ dùng 2 muỗng. Và 1 muỗng mayonnaise. 1 muỗng dầu hào. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ xắt thịt bò. Bò thì mình sẽ xắt thành những cái cục vuông vuông. Mình xắt thành những cái cục vuông như vậy nha các bạn. Cục vuông vừa ăn thôi. Thịt bò mình đã xắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ xắt ớt chuông, hành tây và tỏi luôn. Ớt này thì mình cũng sẽ xắt vuông luôn. Xài nửa trái ớt thôi. Các bạn cũng có thể thay thế ớt chuông đỏ bằng cà chua cũng được. Đây là mình sẽ xắt ớt chuông vàng. Các bạn nhìn nè, cái trái ớt của mình màu vàng rất là tươi luôn á. Rồi mình sẽ cắt nó ra làm hai. Wow. Nhìn trái ớt thấy thèm luôn á. Phải chi nó ngọt ngọt hay mình ăn sống được ha. Cái phần gân này đi. Đây là mình sẽ xắt củ hành tây. Củ hành tây này mình cũng xắt miếng vuông giống như là ớt chuông gì đó các bạn. Mình tách cái phần ở giữa ra. Cái phần ở giữa nó nhỏ lắm. Nếu mà mình xắt luôn thì sẽ bị nhỏ lắm. Tỏi thì mình sẽ băm nhuyễn. Mình sẽ bắt đầu ướp thịt bò. Mình sẽ cho vô nửa muỗng bột ngọt và nửa muỗng hạt nêm. Mình sẽ cho nước tương vô. Cho vô 3 muỗng nước tương. Một ít tiêu. Và 1 muỗng dầu mè. Dầu mè này mình ướp vô trong thịt đó các bạn, rất là thơm. 1 muỗng dầu hào. Cho tương ớt và tương gà vô. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Cái phần mayonnaise thì mình sẽ cho vô sau. Bò này mình sẽ ướp khoảng nửa tiếng. Mình đã bắt cái chảo lên bếp. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô. Mình cho khoảng 50ml dầu ăn. Nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi băm vô. Mình cho phân nửa tỏi thôi, mình chừa lại phân nửa để một chút mình xào ớt đó các bạn. Mình sẽ phi cho tỏi thật là vàng thơm. Sau đó mình sẽ bỏ thịt bò vô. Tỏi nó vàng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ thịt bò vô. Mình sẽ xào cho thịt bò chín luôn nha. Xào thịt bò thì các bạn nên xào với lửa thật là lớn. Xào thịt bò nó của mình nó cũng mau chín lắm. Thịt bò đã chín rồi, bây giờ mình sẽ nhấc xuống và sau đó mình sẽ xào cái phần ớt chuông và hành tây. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô chảo. Tiếp theo là mình sẽ cho tỏi băm còn lại vô. Mình cũng sẽ phi cho tỏi thật là vàng thơm. Tỏi đã vàng thơm, bây giờ mình sẽ cho ớt chuông và hành tây vô. Mình có 3 màu nữa các bạn, màu trắng, màu vàng với màu đỏ. Nhìn rất là nổi luôn á. Mình xào cho hơi săn lại rồi mình sẽ đổ thịt bò vô.
tay các bạn đừng nên xào cho chín quá. Nếu mà mình xào chín quá thì khi mình ăn thì nó sẽ mất đi cái độ giòn, nó sẽ không ngon đâu các bạn. Cho nên mình xào vừa thôi. Tiếp theo là mình sẽ cho nửa muỗng hạt nêm còn lại vô và xào đều lên. Bây giờ mình sẽ cho thịt bò vô và xào đều lên. Wow, mình nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Thơm quá. Tiếp theo là mình sẽ cho vô một muỗng cà phê maizena và mình sẽ xào đều lên. Mình sẽ cho vô một muỗng dầu mè. Cái dầu mè mà đen này các bạn rất là thơm luôn á. Mình xào đều lên, sau đó các bạn nêm nếm lại cho vừa ăn nha. Tùy theo khẩu vị mà các bạn nêm nếm. Cái món ăn của mình như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa. Mình đã trình bày ra dĩa nè các bạn. Trang trí thêm một ít rau cần tàu nữa. Món này thì mình sẽ ăn với lại nước tương và mình cắt vô trái ớt. Wow, nhìn cái dĩa của mình nè. Màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Nhìn màu sắc sặc sỡ rất là hấp dẫn luôn á. Rất là thơm nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử một cục thịt. Chấm vô một miếng nước tương. Bò thì mềm nè, vị rất là vừa ăn luôn. Giờ mình sẽ ăn miếng ớt, ớt chuông màu vàng. Giờ mình sẽ ăn không, mình không có chấm với lại nước tương nha. Ớt chuông thì nó có cái vị hơi nồng nồng, nhưng mà nó ngọt nha các bạn, chứ nó không có cay nha. Ớt vẫn còn cái độ giòn, không có bị mềm quá. Mềm quá ăn nó sẽ không có ngon. Sẽ ăn thử miếng hành tây nè. Miếng nước tương đi. Ha. Hành tây nè, vừa giòn nè, vừa ngọt nè. Ngon quá à. Chấm miếng nước tương cay cay nữa. Đây, bây giờ mình ăn thử miếng ớt đỏ kìa. Ớt đỏ với ớt vàng nó có gì khác nhau không ta? À mình biết rồi các bạn ơi, mình biết nó khác cái gì rồi đó. Nó khác cái màu nè. Wow, nhìn nó rất là bóng luôn á. Chấm vô miếng nước tương. Ăn cái món này chấm với nước tương rất là hợp. Ớt chuông thì nó chỉ có một vị thôi. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì nó cũng một vị, nó chỉ khác màu thôi à. Giờ mình ăn miếng thịt bò nè. Thịt bò này mềm chứ không có dai nha các bạn. Món này các bạn có thể ăn không hoặc là các bạn có thể ăn với cơm cũng được. Thịt bò rất là bổ nè. Thêm rau củ cũng rất là bổ nữa. Món này là cực kỳ bổ luôn á. Nếu mà bạn nào không ăn được ớt chuông, các bạn có thể thay thế bằng cà chua nha. Các bạn ơi, video làm món bò lúc lắc của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho đến bây giờ nha. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh tai yến hương lá dứa. Bây giờ mình sẽ đổ bột xuống nha, thì dầu đã nóng lên rồi. Lúc chiên thì mình sẽ để lửa nhỏ thôi. Wow, các bạn nhìn cái bánh của mình giống như là cái nón tai bèo vậy á.